Kim Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay trở lại với phần tin trong ngày hôm nay với ba nội dung chính như sau. Tin thứ nhất là Việt Nam phá một đường dây tổ chức mang thai hộ người Hoa. Tin thứ hai là đề xuất giảm sách ngân sách Bộ Ngoại giao của Tổng thống Mỹ bị bác bỏ. Và tin cuối cùng là Đức Đạt Lai Lạt Ma phải vào bệnh viện do bị sưng phổi. Mở đầu phần tin trong ngày hôm nay thì hai phụ nữ Việt Nam cấu kết với nhóm người Trung Quốc đứng ra tổ chức một đường dây chuyên mang thai hộ xuyên quốc gia. Công an của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố bắt khẩn cấp nghi can Phạm Thị Huế, 35 tuổi, và Ninh Thị Hải Yến, 31 tuổi, về tội tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại. Theo tin của báo Người Lao Động, thì bà Huế về Việt Nam thông qua các trang mạng xã hội tìm người sang Trung Quốc mang thai hộ. Bà Huế đã tìm được khoảng 4 người đồng ý mang thai hộ, trong đó có bà Ninh Thị Hải Yến. Và cả ba người đều được bà Huế đưa sang Trung Quốc cấy phôi thành công. Tuy nhiên thì riêng bà Yến không đủ điều kiện để mang thai, nhưng bà này đã giới thiệu cho bà Huế được 5 người mới đủ điều kiện mang thai và số người này đã cấy phôi thành công tại Trung Quốc. Tin cho biết thì trong khoảng thời gian từ tháng 3 cho tới tháng 10 năm 2018 thì bà Huế đã đưa toàn bộ số người sang một bệnh viện ở tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc, đồng thời được một người giám đốc tên là họ Dương thuê làm phiên dịch chăm sóc cho tổng cộng là con số 17 người. Và đến cuối tháng 11 thì ông Dương đã yêu cầu bà Huế về Việt Nam tìm thuê nhà để đưa một số phụ nữ đang mang thai từ Trung Quốc trở về chăm sóc. Tổng số tiền mà bà Huế nhận được từ việc giới thiệu và chăm sóc 15 người mang thai hộ là con số 260 triệu đồng. Bà Hải Yến được một số tiền môi giới do bà Huế trả là 30 triệu đồng. Và những người mang thai hộ sau khi giao con thành công sẽ được nhận từ 300 cho đến 400 triệu đồng. Và theo khai nhận của bà Huế thì hiện tại vẫn còn 9 người Việt Nam mang thai hộ đang ở Trung Quốc. Chuyển sang phần tin ở Mỹ thì Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham hôm qua đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Mỹ về việc cắt giảm hơn 23% ngân sách của Bộ Ngoại giao. Trong một buổi điều trần với sự tham dự của Ngoại trưởng Mike Pompeo, thì Thượng nghị sĩ Patrick Leahy đã nói rằng việc cắt giảm ngân sách ngoại giao sẽ gây tổn hại rất lớn, thậm chí là không có một sự giải thích logic. Tổng thống Mỹ đã đề xuất ngân sách 40 tỷ đô la cho Bộ Ngoại giao và cơ quan cứu trợ USS trong năm tài khoá bắt đầu vào tháng 10 năm nay. Và các dân biểu thuộc Đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Hạ viện cũng cho biết rằng họ sẽ bác bỏ kế hoạch cắt giảm ngân sách, tạo tiền đề cho một cuộc chiến về ngân sách với Tòa Bạch Ốc. Ngoài ra, thì Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cũng nói rằng là cuộc điều trần diễn ra vài ngày trước khi tròn một năm, ông làm Ngoại trưởng thứ hai dưới thời kỳ của Tổng thống Trump. Và chuyển sang phần tin cuối cùng của ngày hôm nay thì Đức Đạt Lai Lạt Ma mới đây đã phải vào bệnh viện vì bị sưng phổi. Tuy nhiên thì tình trạng sức khỏe của ngài lại đã khá khả quan hơn. Bản tin của CNN nói rằng nhà lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14, tên thực là Tenzin Gyatso, năm nay đã 83 tuổi, sau khi tham dự một hội nghị của giới lãnh đạo trẻ ở New Delhi trở về trong vùng Hy Mã Lạp Sơn ở vùng Bắc Ấn Độ, nhưng cảm thấy trong người không khỏe. Và tháng qua thì cũng đánh dấu 60 năm ngày Đức Đạt Lai Lạt Ma phải rời bỏ Tây Tạng để sống lưu vong tại Ấn Độ sau cuộc nổi dậy bất thành của người dân nơi đây nhanh chóng lại quân đội Trung Quốc xâm lăng. Và kể từ đó đến nay thì ngài sống ở Ấn Độ. Và từ Ấn Độ thì ngài đã đi khắp mọi nơi trên thế giới, trở thành một biểu tượng quan trọng về văn hóa cũng như là tôn giáo. Tuy nhiên thì từ năm ngoái, ngài cũng quyết định giảm bớt chương trình làm việc bận rộn của mình, nó là vì tuổi tác và sức khỏe. Và hiện vẫn chưa rõ là ai sẽ là người kế nhiệm và được chọn như thế nào, hoặc là ngay cả khi sẽ có một Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 15 hay không. Và Ban Thiền Lạt Ma đời thứ 11 đã được Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 chọn năm 1995. Chẳng bao lâu sau đó thì bị mất tích và chính quyền Bắc Kinh đưa ra một người khác, được họ gọi là Ban Thiền Lạt Ma. Và vừa rồi cũng là phần tin trong ngày hôm nay. Nhất Anh kính chào và hẹn gặp lại.